chúng ta sang phần 2 với bài số 1. Bài số 1, số hỏi chấm, chúng ta dựa vào mẫu này. Mẫu của chúng ta thấy rằng ở hình đầu tiên chúng ta thấy rằng một ngón tay được xòe ra và chúng ta ký hiệu bằng số 1. Ở hình số 2 chúng ta có hai ngón tay xòe ra ký hiệu bằng số 2 và gồm của chúng sẽ gồm có 1, 2, 3, có 3 ngón tay. Như vậy 1 và 2 sẽ được 3. Tương tự ở hình đầu tiên chúng ta có 1, 2, hai ngón tay được xòe ra chúng ta viết số 2. Ở hình tiếp theo chúng ta có 1, 2, 3 ngón tay được xòe ra chúng ta viết 3. Như vậy 2 và 3 sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 5 ngón tay được xòe ra các em điền số, điền số 5. Hình tiếp theo 1, 2, 3, 4, 4 ngón tay được xòe ra. 1, 2, 3, 4, 5 5 ngón tay được xòe ra 4 và 5 sẽ được 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Vậy sẽ được 9 Như vậy 4 và 5 sẽ được 9 Hình tiếp theo 1, 2, 3 ngón tay được xòe ra 1 ngón tay được xòe ra 1, 2, 3, 4 Gộp lại chúng ta được 4 Như vậy 3 và 1 sẽ được 4 Hình tiếp theo 1, 2, 3, 4, 5 5 ngón tay được xòe ra 1, 2, 2 ngón tay được xòe ra Chúng ta sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Như vậy 5 và 2 thì được, được 7 Hình tiếp theo 1, 2, 3, 4 ngón tay được xòe ra 1, 2, 3, 4, 4 ngón tay được xòe ra Vậy gộp chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy 4 và 4 sẽ được 8. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 1. Bài số 2, số hỏi chấm. Như vậy chúng ta điền số tích hợp vào ô trống. Ở đĩa đầu tiên chúng ta có hai quả táo màu đỏ. Ở đĩa thứ hai chúng ta có 1, 2, 3, 4 quả táo màu đỏ. Như vậy gộp chúng ta sẽ được 1, 2 3 4 5 6 sẽ được 6. Ta sẽ nói rằng 2 và 4 thì được được 6. Trong hình tiếp theo, số bông hoa chúng ta thấy có 1 2 3 4 có 4 bông hoa màu tím. 1 2 3 4 có 4 bông hoa màu hồng. Chúng ta cùng đếm gộp 1 2 3 4 5 6 7 8 như vậy sẽ được 8 ta nói rằng 4 và 4 được 8. Ở hình tiếp theo, chúng ta thấy rằng có 8 bông hoa, 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì trong đó của chúng ta có bông hoa màu đỏ và bông hoa màu tím. Bông hoa màu đỏ chúng ta có 1 2 3 4 5 bông hoa màu đỏ. Chúng ta viết 5 bông hoa màu tím chúng ta có 1, 2, 3 bông hoa màu tím. Như vậy ta nói rằng 8 sẽ gồm 5 và 3. Hoặc một bạn khác đưa ra đáp án 8 gồm 3 và 5 cũng đúng, không sai nhé. Hình tiếp theo chúng ta thấy trong hình có tất cả bao nhiêu con vịt đây? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 con vịt. Trong đó chúng ta thấy rằng có một con vịt to hoặc một con vịt trắng một con vịt trắng. Có bao nhiêu con vịt con đây? Có 1 2 3 4. Có 4 con vịt con hoặc 4 con vịt màu vàng. Như vậy chúng ta sẽ nói rằng 5 gồm 1 và 4 hoặc 5 gồm 4 và 1. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 2. Chúng ta sang bài tập số 3. Số, chúng ta dựa vào hình vẽ để điền số thích hợp vào ô trống. Trong hình vẽ đầu tiên chúng ta có 6 1 2, 3, 4, 5, 6 Chúng ta thấy rằng có 6 chú chim Thì chúng ta sẽ có hai cách thể hiện Có mấy chú chim đang đậu ở trên cây đây À có 1, 2 Có hai chú chim đang đậu ở trên cây Có bao nhiêu chú chim đang bay đến đây 1, 2, 3, 4 Có 4 chú chim đang bay đến Như vậy xét về trạng thái Thì chúng ta thấy rằng có hai chú chim đang đậu trên cây Và 4 chú chim đang bay tới hoặc cách khác, số 6 này sẽ gồm chúng ta sẽ xác định hai màu của chú chim. Có chú chim màu đỏ và chú chim màu xanh. Chúng ta thấy rằng có 1, 2, 3 chú chim màu xanh. Và 1, 2, 3 chú chim màu đỏ. Như vậy, chúng ta cũng có thể nói rằng 6 gồm 3 và 3. Trong hình số 2, chúng ta thấy rằng có 1, 2, 3, 4, 5. Có tất cả 5 con chim. Trong đó thì có 1 con chim đang bay đến Và chúng ta xem có bao nhiêu con chim đang đậu Ở trong tổ 1, 2, 3, 4 Có 4 chim đang đậu ở trong tổ Chúng ta viết số 4 Ngoài ra chúng ta có cách số 2 Chúng ta thấy rằng có bao nhiêu con chim to 1, 2 Có 2 con chim to Và có bao nhiêu con chim nhỏ 1, 2, 3 Có 3 con chim nhỏ Như vậy chúng ta sẽ nói rằng 5 gồm 1 và 4 Hoặc 5 gồm 2 và, và 3 như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 3.